bạn đang nghe bài hát này của tôi. Khi nhìn vào đồng hồ trời đã chập tối, thật là mệt mỏi khi từng ngày cứ trôi qua. Mỗi sáng thức dậy mà không biết làm phải làm cái méo gì bây giờ cả. Một đống công việc ngổn ngang rồi, ngồi sau đó tính toán rồi, thư giãn vài bài nhạc nhưng lại càng nghe càng vãi. Lọ chán nạn rồi, bạn biết mình là ai ư? Hay lại để ngày mai cứ mặc kệ cho nó trôi dài ư? Thì thôi cứ để quá khứ tương lai tự loại trừ. Tôi cũng như bạn chấm một cái cũng đã 9-10 năm. Bạn đâu phải lao vào cuộc sống mà xung quanh không có bóng người thân. Có những lần gục ngã, máu và nước mắt dưới bước chân. Nhưng rồi thời gian cứ lặng lẽ và trôi qua, rồi làm mọi thứ cứ nhạt mờ dần. Chỉ còn là những mảnh ký ức đó. Tôi vẫn ngồi đây rap cuộc đời cứt chó. What the fuck, là méo gì có ai giống thằng Đức. What the fuck, là méo gì có ai nghe nhạc thằng Đức. What the fuck, là bài hát này của tôi. Thì có lẽ đây là những bài hát cuối. Rồi các bạn sẽ chẳng còn nhìn thấy tôi nữa. Rồi các bạn nghe những bài hát ngông cuồng ngày xưa. Rồi các bạn kia tìm mua nhà với xe, tìm mua con búp bê, tìm sức chồng thành tập gửi cho mẹ già ở quê. Nếu gặp tôi ngoài đường thì xin hãy gọi tôi một tiếng. Điện đầu chung một hướng, tôi bà bạn rap cho nhau nghe. Sống đừng bon chen làm gì, để ngày mai xuống đất ta còn được làm homie. Tay cầm mai tao rap mà chẳng cần phải suy nghĩ. Để người dài cứ thế ôm ngốc thực ta bước đi. Stop for going on. Ai đó hãy tắt đèn đi để mọi thứ biến mất, để không còn phải vùi đầu vào những bài ca vẫn còn đang viết dở, để không còn những lời thụ thị tương lai đâu đó hơi thở. Vì chẳng còn lại điều gì để mà phải chứng tỏ nữa. Rap biết bao nhiêu bài thì cũng đâu có quay được ngày xưa. Và tôi biết mình là ai, là thằng hát rap vớ vẩn trên mạng những bài ca tôi viết. Nếu ngày mai tôi chết thì điều gì còn nổi tiếng trên thiên đàng. Tôi cũng như bạn, chúng ta được sống gần nửa đời rồi. Và khi bạn đang nghe bài hát này của tôi thì lại thử họ. Ấy boy, xa đi là ai dạ? Xa đi là cái đéo gì ở trong cái underground? Xa đi là người xấu hay chơi bời với mấy thằng gấu mèo? Xa đi đéo biết flow nên xung quanh làm đéo ai đâu theo. Xa đi mãi phần là nên tối nay ngủ một mình trên hotel. 2 năm qua mất hút tao tưởng là nó đã hẹo héo. 2 năm qua tao mọc phim gặp thằng chết tao say hi. Nên chúng mày nghe cái con cặc gì ngoài mấy thằng gay nó real life? What the fuck, toàn fake kids, mấy thằng ngu tao đếch biết. Nếu trần gian có chúa thì cũng đéo phù hộ được cho mấy thằng ngu đáp việc. Tao với chúa còn đang mải hai, nhìn chúng mày cầm mai, mai bọn tao tái lâm rồi không phải ngẩng lên trời hóng nữa. Sẽ cứu rỗi tất cả sẽ được nhìn thấy chúa. Sẽ cứu rỗi tất cả được sống lại với chúa. Oh man, sống đừng bỏ trên làm gì, từ ngày mai xuống đất ta còn được làm homie. Ta cầm mai tao rap mà chẳng cần phải suy nghĩ. Đường ngày dài cứ thế ôm mộng tưởng ta bước đi. Tao còn cho mày một điều nhé, cho mày bay như chim sẻ, cho mày ngồi lái xe, ta ngồi cạnh mở nhạc mày nghe. Cho mày ngồi bờ đê, anh em mình phê như con dê. Cho mày đi nhà trẻ, anh em mình vẫn thật là khỏe. Last time you said.